Mến chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Hôm nay thì mình sẽ chỉ cho quý anh chị các bạn sử dụng một cái tính năng ở website phần mềm của tôi.com. Đó là cái tính năng yêu cầu phần mềm. Trong trường hợp quý anh chị và các bạn không tìm được cái phần mềm mà quý anh chị và các bạn cần kiếm, cũng như là kiếm cái phần mềm tuy nhiên thì bị virus hay là bị gì đó, thì quý anh chị và các bạn có thể nhờ mình tìm kiếm giúp quý anh chị các bạn cái phần mềm đó. Thì quý anh chị và các bạn chỉ cần vào website phần mềm của tôi.com, vào cái mục đó là yêu cầu phần mềm, cái phần bên tay phải, cái phần cuối cùng các bạn thấy bốn chữ yêu cầu phần mềm ha, thì các bạn nhấp vào đây nó sẽ chuyển các bạn vào cái chỗ này. Ở đây thì các bạn thấy một cái chuyên mục đó là phiếu yêu cầu, thì quý chị các bạn chỉ cần để tên người yêu cầu, quý chị các bạn tên gì thì cứ ghi ra ha. Chúng ta đường đường chính chính, hữu duyên nên cũng chẳng có gì mà chúng ta phải che giấu tên tuổi cả. Email, quý anh chị các bạn nhập email của quý anh chị vào đây, cũng như là nhập tên của cái phần mềm. Trong trường hợp quý anh chị các bạn copy cái tên phần mềm và paste vào đây cũng được, còn không thì quý anh chị các bạn gõ tay. Ở trong đây chúng ta thấy cái phần đó là mô tả phần mềm, thì quý anh chị các bạn vui lòng mô tả sơ sơ cái phần mềm đó để mình có thể giúp cho quý anh chị các bạn nó search ra nó đúng hơn, nó đúng cái phần mềm mà quý anh chị các bạn cần. Tại vì tên phần mềm thì mình search cũng hơi lan man lắm. Rồi sau đó thì thôi để mình làm mẫu ha. Ví dụ như là mình là loại đi, là Nguyễn đúng không? Email của mình điền vào đây ha. Ví dụ như là các bạn điền email của anh chị vào đây. Sợ quý anh chị các bạn không biết sử dụng tính năng này nữa nên phải làm rõ và chi tiết. Sao tùm lum vậy? Rồi gmail.com ha. Tên phần mềm, ví dụ như là mình tìm cái phần mềm là Filmora. Cái bảng phiếu hôm nay đánh nó không ăn đâu quý anh chị ạ. Filmora thì mình muốn kiếm cái phiên bản là 8.3.2. Đây là cái phiên bản mới, website mình chưa có, từ từ để mình upload lên. Ví dụ mô tả phần mềm như là dựng video, làm hiệu ứng video, quý anh chị các bạn mô tả sơ sơ ra để mình hình dung ha. Rồi. Thì để mình biết rằng là quý anh chị các bạn đang cần tìm cái phần mềm đó thì để mình có thể search nó chính xác hơn, tại vì hệ thống mạng internet nó rất là nhiều, nhiều khả năng mà mình search nó cũng hơi lan man, thì quý anh chị các bạn cần càng rõ chi tiết bao nhiêu thì mình càng tìm kiếm giúp quý anh chị các bạn chính xác bấy nhiêu ha. Sau đó thì quý anh chị các bạn bấm vào nút gửi thì như vậy là xong rồi đó, đơn giản thôi. Thì nó sẽ báo về cái mail của mình, hoặc mình nhận được mail yêu cầu của anh chị thì mình sẽ tiến hành tìm giúp. Trong trường hợp mình không tìm ra thì mình sẽ có những cái phần mềm khác thay thế, tuy nhiên thì vẫn giữ đúng chức năng mà quýnh chịu các bạn yêu cầu ha. Thì nó nhỏ nhỏ nhau nghe thôi. Website này là website nó bị ẩn ha. Đây thì chỉ có mình và những người xem được cái video này biết thôi, còn những người khác thì họ tải ở cái website khác thì mình không biết. Website này là hoạt động ẩn danh, chỉ có anh em mình gọi nhau là hai tiếng anh em thì biết, thì chia sẻ cho nhau thôi. Còn quý anh chị các bạn có thể tải ở cái website khác cũng được, không vấn đề, không nhất thiết là quý anh chị các bạn tải ở cái website này. Rồi sau khi gửi rồi thì mình nhận được thì mình sẽ tiến hành tìm giúp, và cũng như là làm, nếu có thời gian thì mình làm luôn cái video hướng dẫn quý anh chị các bạn các phần mềm đó luôn. Rồi ngày hôm nay chỉ có vậy thôi, hướng dẫn quý anh chị các bạn sử dụng cái một yêu cầu phần mềm thôi. Trong trường hợp thì quý anh chị các bạn kiếm không ra thì anh em mình kiếm phụ nhau, giúp đỡ lẫn nhau thôi. Rồi mến chào quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video sau, và đừng quên nhấn vào nút đăng ký nếu quý anh chị và các bạn muốn xem tiếp những video từ mình và gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Mến chào quý anh chị và các bạn, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở một video sau. Xin chào.